Meccano, dòng sản phẩm cao cấp. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ Sáu ngày 2 tháng 7. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ca mắc Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều. Trong 10 ngày qua chưa có ngày nào dưới 3 con số. Nắng nóng gần 50 độ C ở Canada, cả thị trấn bốc cháy, hơn 480 người chết. Thêm 1 triệu liều vaccine Covid-19 cho thành phố Hồ Chí Minh. Chủ nhà khoa tát vào mặt khách hàng đã tới tận nhà xin lỗi và trả lại tiền. Giải quyết mâu thuẫn cho bạn gái, hung hãn xách mã tấu đến quán nhậu chém người. Cho vay lãi nặng, cha con nhà thiện soi thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng. Sau đây là thông tin chi tiết về các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 2 tháng 7. Trước tiên là tình hình dịch Covid-19 đến hôm nay vẫn diễn biến rất phức tạp, tính chất khó lường, nhất là về số lượng ca nhiễm mới. SF Home, nhà thiết kế sản xuất nội thất sợi thủy tinh. Phấn khởi để bắt đầu một ngày mới. SF Home. Sáng ngày 2 tháng 7, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 151 ca mắc Covid-19 mới, trong đó thành phố Hồ Chí Minh 118 ca. Đến trưa, Bộ Y tế cho biết có thêm 175 ca Covid-19 mới, riêng thành phố Hồ Chí Minh 151 ca. Vẫn nhiều nhất, gồm 124 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa và 27 ca đang điều tra dịch tễ. Trong khi đó, tham gia cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 2 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng tình hình dịch vẫn còn phức tạp, tính chất khó lường, nhất là về số lượng. Trong 10 ngày nay, thành phố Hồ Chí Minh chưa có ngày nào dưới 3 con số. Gần đây số lượng tăng nhanh, điển hình như hôm qua là 464 trường hợp, 85 trường hợp trong cộng đồng. Dịch không chỉ khu trú ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh mà lan sang một số địa phương giáp ranh như Long An, Bình Dương, Đồng Nai và một số tỉnh xa có mối quan hệ rất mật thiết với thành phố như Tiền Giang, Đồng Tháp. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 2 tháng 7, cấm tất cả xe cộ lưu thông trên đường Vườn Chuối và đường Nguyễn Thượng Hiền, đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3. Lý do, hai đường trên bao bọc khu phố 3 đã có 37 ca Covid-19. Sau khi phát hiện 37 ca Covid-19 tại khu phố này, địa phương đã nhanh chóng khoanh vùng khu vực, phối hợp y tế quận 3 thực hiện phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly F1. Trong khi đó, đại diện chợ đầu mối Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chợ sẽ tiếp tục tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ đến ngày 15 tháng 7. Như vậy, chợ đóng cửa thêm 11 ngày so với kế hoạch đóng cửa trước đó là từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7. Kết luận cuộc họp về tình hình Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 2 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, đợt dịch lần thứ tư này nguy hiểm, phức tạp và khó dự đoán hơn các lần trước. Có thời điểm thành phố ghi nhận trên 500 ca nhiễm một ngày. Từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6, số ca nhiễm tầm soát phát hiện trong cộng đồng bình quân 65 ca trên một ngày, số ca nhiễm sàng lọc tại các bệnh viện bình quân 35 ca một ngày. Tỷ lệ lây nhiễm thứ phát và tốc độ lây lan của biến thể virus Delta mạnh mẽ, số ca nhiễm có khả năng vẫn còn tăng trong những ngày tới. Ông Phong yêu cầu các sở ngành, quận huyện, thành phố Thủ Đức phân các nhóm nguy cơ thành, nguy cơ rất cao, nguy cơ đến từng phường xã, khu phố để tăng cường lực lượng đến các điểm nóng, nhanh chóng kiểm soát, khống chế dịch bệnh. Trong ngày 2 tháng 7, Tiền Giang thêm 14 ca dương tính với Covid-19. Liên quan đến ổ dịch tại cảng cá Mỹ Tho, cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu xét nghiệm trên 450 người đang làm việc tại đây bằng phương pháp PCR dưới hình thức mẫu gộp của từng nhóm 5 người. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Tiền Giang ban hành công văn yêu cầu người từ các địa phương khác đến địa bàn Tiền Giang phải có giấy xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính với Covid-19 không quá 3 ngày kể từ khi có kết quả xét nghiệm. Hàng loạt các chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã bị phong tỏa vì nghi có ca nhiễm Covid-19 từng đến. Còn tại Bà Rịa, Vũng Tàu, rạng sáng ngày 2 tháng 7, ngay sau khi nhận được thông báo về 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19, chính quyền huyện Châu Đức đã phong tỏa một tổ dân cư, chợ xã Sơn Bình. Theo ghi nhận, có đôi vợ chồng hàng ngày đi lấy hàng ở chợ Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh bằng ô tô rồi về bỏ mối tại chợ Sơn Bình và một số nơi khác. Sáng ngày 1 tháng 7, khi biết thông tin chợ Bình Điền có ca dương tính, nhân viên trạm y tế xã Sơn Bình đã yêu cầu hai người này đến khai báo y tế, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính. Ngay sau khi có kết quả, hai người này đã được đưa đi cách ly. Một cập nhật nóng chiều ngày 2 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh báo cáo nhanh về việc bệnh nhân, người thăm nuôi đã bỏ về, thậm chí chui rào để rời khỏi bệnh viện khi nơi này chưa gỡ phong tỏa.
Theo đó, từ tối ngày 1 tháng 7 đến rạng sáng nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, clip ghi lại cảnh nhiều người thăm nuôi, bệnh nhân chui rào ra khỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để về nhà. Trong khi đó, bệnh viện vẫn tiếp tục tạm ngưng hoạt động, đặc biệt khoa sản đã phong tỏa để đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến 0 giờ ngày 1 tháng 7, rất nhiều bệnh nhân và người nhà cho rằng đã hết thời hạn Sở Y tế công bố nên yêu cầu được xuất viện về nhà. Họ đã thu xếp đồ đạc, rời phòng điều trị xuống sân bệnh viện yêu cầu xuất viện. Sự việc diễn biến đến chiều ngày 1 tháng 7, nhiều người chờ quá lâu nên tìm mọi cách ra khỏi bệnh viện. Mặc dù nhân viên bệnh viện tiếp tục ra vận động nhưng hoàn toàn bất lực. Trong số này, có người ra về bằng cổng chính, có người chui tường rào. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết qua kiểm tra xác định có khoảng 500 người là bệnh nhân và người nhà đã rời khỏi đây. Bệnh viện cũng cam kết toàn bộ họ đã được xét nghiệm nhiều lần có kết quả âm tính. Số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng nóng ở một số địa phương. Trong diễn biến rất đáng lo này, nguồn và số lượng vaccine ngừa COVID-19 đang là mối quan tâm của đông đảo người dân. Vào rạng sáng ngày 2 tháng 7, có thêm 400.000 liều vaccine trong tổng số 1 triệu liều mà Nhật Bản tặng thêm cho Việt Nam đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 được Nhật Bản dành tặng Việt Nam mà chính phủ Nhật Bản công bố hôm 25 tháng 6 được chuyển đến Việt Nam chia thành 2 đợt. Đợt 1 là 400.000 liều vaccine được hãng All Nippon Airways vận chuyển đã về đến thành phố Hồ Chí Minh vào rạng sáng ngày 2 tháng 7. Đợt 2 với số lượng còn lại sẽ tiếp tục được vận chuyển vào ngày 8 tháng 7. Như vậy, tính chung với lô vaccine 1 triệu liều đã về Việt Nam ngày 16 tháng 6. Tổng cộng, Nhật Bản tặng Việt Nam 2 triệu liều vaccine, đều nhãn hiệu AstraZeneca sản xuất tại Nhật. Cũng liên quan đến vaccine ngừa COVID-19, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết sẽ phân bổ thêm cho thành phố Hồ Chí Minh 1 triệu liều. Thứ trưởng cũng lưu ý trong đợt tiêm vaccine vừa rồi vẫn còn chệch choạc, tiến độ không như mong muốn. Thành phố cần sớm xây dựng kế hoạch chi tiết về việc sử dụng lượng vaccine này trên địa bàn để đến khi có vaccine là tổ chức chiến dịch tiêm chủng nhanh chóng, hiệu quả, an toàn và thành công. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 2.000 đội với khoảng 4.000 người từ các bệnh viện, trường đại học cao đẳng được yêu cầu huy động để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại các khu dân cư, khu công nghiệp. Thành phố huy động thêm lực lượng từ bệnh viện trực thuộc các bộ ngành, trường đại học Nguyễn Tất Thành, Quốc tế Hồng Bàng, trường cao đẳng Quân y 2 thuộc quân khu 7, khoa y của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đang đẩy nhanh tốc độ và số lượng xét nghiệm giám sát ở cộng đồng trong 5 ngày tới. 5 quận huyện có nhiều ca nhiễm gồm Tân Phú, Hóc Môn, quận 8, Bình Tân, Bình Chánh, lấy mẫu với chỉ tiêu 500.000 mẫu mỗi ngày. Các quận huyện còn lại phân bổ theo nguy cơ và cũng lấy mẫu giám sát cộng đồng. Thêm hoạt động ý nghĩa trong những ngày chống dịch COVID-19 căng thẳng. Ngày 2 tháng 7, Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai chương trình cắt tóc miễn phí cho nhân viên ngay tại bệnh viện. Chương trình diễn ra trong 2 ngày, 2 và 3 tháng 7, bắt đầu từ 9 giờ đến 15 giờ mỗi ngày, với sự tham gia của 7 thợ chuyên về tóc, cũng là các tình nguyện viên đến từ Nhà văn hóa phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh và nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy. Những người thợ chuyên về tóc khi tham gia vào chương trình tại Bệnh viện Chợ Rẫy cũng được xét nghiệm COVID-19 và cho kết quả âm tính. Những hình ảnh từ hoạt động rủ nhau góp cá ở Quảng Bình gửi bà con vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh cũng mang lại không khí ấm áp trong chuỗi ngày khó khăn. Trước đó, câu lạc bộ du lịch Quảng Bình đã phát động chương trình Người Quảng Bình góp cá gửi thành phố Hồ Chí Minh. Các thành viên trong câu lạc bộ sẽ đi mua cá của người dân Quảng Bình. Sau đó các bạn tình nguyện viên cùng một số đơn vị chuyên trách sẽ sơ chế, làm sạch, đóng gói, hút chân không, cấp đông và vận chuyển miễn phí vào thành phố Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một đội ngũ tình nguyện viên vận chuyển cá đến tủ lạnh yêu thương không đồng ở các quận để cung cấp cho người dân. Vụ việc chủ phòng khám nha khoa ở Đắk Lắk tát nữ khách hàng đã gây ồn ào trên cộng đồng mạng trong những ngày qua, nay có diễn biến mới. Tối ngày 1 tháng 7, bà chủ phòng khám nha khoa này đã tới tận nhà nữ khách hàng để xin lỗi và trả lại số tiền hơn 12 triệu đồng đã thu. Chị Đoàn Thị Giang cho biết, bà Nguyễn Kiều Nhi, chủ phòng khám nha khoa Kiều Nhi ở huyện Ek, tỉnh Đắk Lắk đã tới nhà xin lỗi sau khi có hành vi đánh chị. Hiện chủ nha khoa cũng đã trả lại số tiền 12,8 triệu đồng để chị Giang tới nha khoa khác làm lại răng bị hư hỏng.
Như đã phản ánh, do bị té nứt răng, tháng 7 năm 2020, chị Giang ra nha khoa thay 4 chiếc răng với giá 12,8 triệu đồng, thời gian bảo hành là 7 năm. Do bị đau, viêm nướu, viêm lợi, 4 chiếc răng thay bị thâm nên sáng ngày 25 tháng 6, chị Giang ra phòng khám để xử lý thì hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Theo chị Giang, bà Nhi tay cầm điện thoại tán một phát vào mặt chị làm má đỏ bầm, có vết hằn. Khi chồng chị Giang đến để giải quyết thì hai bên tiếp tục mâu thuẫn gay gắt. Hiện công an thị trấn EK đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn xử phạt bà Nhi về hành vi xâm hại sức khỏe người khác với mức phạt từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Ngoài ra, ông Cao Văn Thành, Phó Chánh Thanh tra, phụ trách Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết đã làm việc với bà Nguyễn Kiều Nhi, chủ phòng khám nha khoa Khánh Kiều sau khi xảy ra vụ việc đánh khách hàng. Bà Nhi đã xuất trình đầy đủ giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, với hành vi đánh khách hàng, Thanh tra đã lập biên bản về hành vi lạm dụng nghề nghiệp để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể người bệnh. Ngoài phạt tiền, có thể bị tước chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 2 tháng. Liên quan đến vụ cho vay lãi nặng của cha con nhà Thiện Soi, Công an thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn tất kết luận đề nghị truy tố cha con Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền. Hai bị can này đã thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng, trong đó Thiện cho vay những khoản tiền lớn, còn Phong cho vay những khoản nhỏ. Cụ thể, cơ quan điều tra đã xác định có 9 người vay tiền của Thiện Soi với tổng số tiền gốc gần 330 tỷ đồng, lãi suất từ trên 100% đến gần 150% một năm. Đến khi bị khởi tố, bắt giam vào đầu năm 2021, những người vay tiền đã trả cho Thiện Soi gần 280 tỷ đồng tiền gốc, còn bị can này đã thu về số tiền lãi lên đến gần 99 tỷ đồng. Ngày 2 tháng 7, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã thực hiện lệnh bắt 8 bị can liên quan đến vụ cố ý gây thương tích tại quán nhậu ở phường Tân Bình, khiến một người bị thương nặng. Trước đó, ngày 30 tháng 6, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Xoài đã tiếp nhận đơn tố cáo của anh Cao Văn Khánh, 26 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, về việc bị một nhóm người cố ý gây thương tích tại quán ăn Hoa Rừng. Ngay sau đó, công an đã nhanh chóng tiến hành xác minh, trích xuất các camera tại quán nhậu và truy xét các đối tượng liên quan. Qua điều tra, Công an thành phố Đồng Xoài xác định có 8 nghi can có liên quan. Cũng trong ngày 2 tháng 7, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tạm giam Nguyễn Chí Thanh, 24 tuổi, ngụ xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, chị Nguyễn Thị Dung, 31 tuổi, ngụ xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước đang ở nhà thì bị Thanh ở ngoài xông vào nhà, khống chế, bóp cổ kéo vào phòng ngủ. Chị Dung chống trả nhưng bị Thanh đè xuống nền nhà rồi cướp hai nhẫn vàng 18K. Sau khi về đến nhà, Thanh trốn trên mái nhà thì bị cảnh sát bắt giữ cùng tang vật vừa cướp được. Tiếp tục nỗ lực tìm kiếm 11 công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng Ba. Theo đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đưa dân quân cùng trang thiết bị lên hiện trường vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng Ba để tìm kiếm 11 công nhân còn mất tích tại đây. Khu vực tìm kiếm lần này được xác định là ở giữa lòng sông Rào Trăng, kéo dài từ cửa xã của nhà máy thủy điện đến khu vực ngã ba Tam Dần, cách hiện trường sạt lở khoảng 2,5 km. Tại khu vực này có những bãi bồi dưới sông được lực lượng chức năng nghi có người mất tích phía bên dưới. Đây là đợt tìm kiếm thứ 5 sau vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng Ba hồi tháng 10 năm ngoái khiến 17 công nhân mất tích. Sau 4 đợt tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 6 thi thể của công nhân nhà máy thủy điện gặp nạn. Chuyển sang những tin tức thế giới, đợt nắng nóng kỷ lục tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã làm hàng trăm người chết ở Mỹ và Canada, trong đó có nhiều người cao tuổi và sống một mình, đồng thời gây ra nhiều đám cháy lớn. Nắng nóng vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Tây Bắc Mỹ và Tây Canada trong ngày 1 tháng 7. Nhiệt độ cao cũng gây ra hỏa hoạn và cháy rừng ở tỉnh bang British Columbia, Canada. Một đám cháy lớn đã thiêu rụi 90% diện tích làng Lytton ở tỉnh bang British Columbia hôm 30 tháng 6. Thị trưởng Lytton nói, ông đã ra lệnh cho mọi người sơ tán và ngọn lửa chỉ mất 15 phút để lan khắp làng. Có khoảng 250 người sinh sống tại làng Lytton. Lytton cũng chính là nơi ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất từ trước tới nay ở Canada, lên tới 49,6 độ C hôm 29 tháng 6. Nhiều người được tìm thấy đã chết một mình trong những ngôi nhà không có máy lạnh hay quạt. Bất chấp nỗ lực của giới chức địa phương, trong đó có việc mở các trung tâm tránh nóng và cung cấp nước cho những người vô gia cư, hàng trăm người đã chết vì nhiệt độ cao trong tuần qua. Tại Canada,
Quan chức Lisa Labonte của tỉnh bang British Columbia cho biết bà đã nhận được ít nhất 486 báo cáo về các trường hợp tử vong đột ngột bất ngờ từ ngày 25 tới ngày 30 tháng 6. Tại Mỹ, chỉ riêng bang Oregon đã có 79 người chết vì nắng nóng, phần lớn là người ở quận Monoma. Độ tuổi trung bình của những người chết vì nắng nóng ở Monoma là 67, trong đó người già nhất đã 97 tuổi. Mỹ đã quyết định dừng công tác cứu hộ hiện trường vụ sập chung cư 12 tầng vì nguy cơ mất an toàn. Theo đó, đội cứu hộ đã phải ngừng tìm kiếm người sống sót tại đống đổ nát của chung cư Champlain Tower tại thị trấn Surfside, thành phố Miami, tiểu bang Florida trong sáng ngày 1 tháng 7. Phần đổ sập là tòa nhà nằm ở phía đông bắc hướng ra biển của Champlain Tower, trong khi các khối nhà khác vẫn còn nguyên. Đây được xem là bước lùi khi vợ chồng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có mặt tại hiện trường thảm kịch vào ngày 1 tháng 7. Sự việc được trông đợi là niềm an ủi lớn với thân nhân các nạn nhân. Công cuộc giải cứu tại đây đã kéo dài khoảng một tuần lễ và vẫn tiến triển chậm chạp với rất ít tin tức tích cực. Tính tới ngày 30 tháng 6, lực lượng cứu hộ xác nhận 18 người đã thiệt mạng tại Champlain Tower và vẫn còn 145 người mất tích. Tại Nga, mới đây, một chiếc xe chạy trên cao tốc R254 hướng Novosibirsk đi Omsk đã tông trực diện một xe đầu kéo sau khi cố vượt xe tải. Cú tông mạnh khiến xe đầu kéo văng xuống lề đường, lửa lập tức bùng lên kèm khói đen cuồn cuộn. Tai nạn khiến tài xế trên chiếc xe cố vượt nói trên chết tại chỗ, còn tài xế xe tải bị thương. Phuket, Thái Lan mở cửa, hàng trăm du khách đến ngay ngày đầu tiên. Ghi nhận có hơn 300 hành khách trên các chuyến bay từ Israel, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Qatar và Singapore đã tới Phuket ngày 1 tháng 7, khi đảo nghỉ dưỡng này chính thức mở cửa đón du khách quốc tế trở lại. Phuket cũng là tỉnh đầu tiên ở Thái Lan đón khách quốc tế trở lại theo một mô hình du lịch mới có tên Hộp Cát Phuket. Du khách đến Phuket phải là những người đã được tiêm đầy đủ vaccine COVID-19. Những du khách quốc tế trên không cần cách ly khi tới Phuket. Họ chỉ được yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 khi đến nơi và đợi kết quả tại phòng khách sạn. Nếu kết quả âm tính, họ có thể đi lại tự do trong tỉnh Phuket. Tiếp theo sau đây là một số thông tin thời tiết. Tình hình nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục được cảnh báo xảy ra ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Đợt nắng nóng hiện tại ở Bắc Bộ dự báo có khả năng kéo dài đến ngày 4 tháng 7. Còn ở Trung Bộ đến ngày 6 tháng 7, nắng nóng gay gắt có xu hướng dịu dần. Nhiệt độ trong ngày 2 tháng 7 ở một số nơi khu vực Bắc Bộ là 35 đến 38 độ C. Khu vực Trung Bộ có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ trên 39 độ C. Người dân cần lưu ý nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. SF Home, nhà thiết kế sản xuất nội thất sợi thủy tinh. Phấn khởi để bắt đầu một ngày mới. SF Home. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin được tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc tra từ khóa 30 giây nóng trên các công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Meccano, dòng sản phẩm cao cấp.